Xin chào mọi người. Để đáp ứng nhu cầu nâng hạ sản phẩm ở đầu cuối băng tải, chúng tôi có chế tạo ra một cái bàn nâng với hành trình là 130 đến 830 với tải trọng là 1,5 tấn. Bàn nâng có cơ cấu trợ lực mạnh mẽ để giúp chuyển sản phẩm từ băng tải này qua băng tải kia, nâng hạ, nâng lên, nâng xuống. Bây giờ máy bao gồm là một bộ khung, ba bên thủy lực và một bộ nguồn thủy lực. Ở đây chúng ta có hai chân đạp, đạp lên thì bàn nâng sẽ đi lên. Bàn nâng có trang bị thêm hai van tiết lưu để chúng ta nâng hạ, canh chỉnh cái tốc độ nâng hạ của cái bàn. Hai chân đạp, một chân đạp lên và một chân đạp xuống. Với cơ cấu trợ lực đòn bẩy thì nó có thể nâng lên tải trọng lớn khi mà nó hạ xuống ở hành trình thấp nhất. Bàn nâng có trang bị thêm bộ công tắc hành trình và cái hành trình nâng hạ, hành trình cao nhất. Khi mà bàn nâng nâng lên đến một cái độ cao xác định thì máy sẽ ngưng cung cấp nguồn. Bàn nâng sẽ, ví dụ chúng ta đạp công tắc nó cũng không có đi lên được, bởi vì nó đã đạp công tắc hành trình. Bây giờ tôi xin giới thiệu cái bộ nguồn. Bộ nguồn của Nhật. Ở đây chúng tôi có trang bị thêm hai cái van tiết lưu. Đây là hai cái van tiết lưu để chúng ta chỉnh cái tốc độ nâng hạ của cái bàn. Bộ máy gồm một bộ nguồn, cái khung bàn nâng. Ở giữa đây chúng tôi có thiết kế một cái bộ trợ lực đòn bẩy để mà nâng hạ ở vị trí thấp nhất, tạo ra một lực mạnh mẽ để mà nâng hàng. Bàn nâng Senna. Nếu mà anh chị có nhu cầu nâng hạ, lắp đặt bàn nâng thì liên hệ với chúng tôi để mà đặt hàng gia công. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video của mình.